Vâng xin kính chào các anh chị đầu tư đã đến với kênh Successful Stock Trader với kênh YouTube về lĩnh đầu tư chứng khoán như là chia sẻ các hình kỹ thuật của em về tình chung hiện tại như là các mã cổ phiếu trên thị trường để giúp cho các anh chị chúng ta có thể đầu tư được hiệu quả hơn. Thì à, hôm nay cũng xin làm một cái video review nhanh về thị trường chúng ta phiên ngày à, 15 tháng 12 ha. <laughs> Rồi à, thì trước tiên thì à, em xin nói qua về cái phiên ngày hôm nay. Đầu, đầu tiên là các mã cổ phiếu đóng góp điểm cho thị trường chúng ta thì hầu như là hôm qua là coi như là các bạn cổ phiếu dòng ngân hàng hay là Vinhome và Vic nó kéo thị trường của chúng ta tăng lên rất là nhiều đấy tăng lên tới hơn 18 điểm mà hôm nay gần như là đã trả lại hơn hơn một nửa cái khoản tăng hôm qua như là Vietcombank của Vic giảm này hôm nay Vinamilk bị nước ngoài bán rất là mạnh ừ. hôm nay Vinamilk bị nước ngoài bán rất là mạnh cho nên giảm cũng khá là sâu đấy hơn hai uh, giá mayvin Vinhome cũng giảm hơn một giá này và Sabico gác cũng tiếp tục giảm ha. Rồi các bạn cổ phiếu dòng ngân hàng của chủ yếu trong cái đợt hôm nay đã bị giảm điểm khá là là nhiều, đã ảnh hưởng đến chỉ số thị trường của chúng ta cũng khá là lớn. Thì nhìn chung hôm nay phiên ngày hôm nay của chúng ta cái thanh khoản nó cũng cực kỳ là, là cao ha. Cũng hơn 620 triệu cổ phiếu, 621 triệu cổ phiếu rồi. Thì hôm nay cái dòng mà midcap nó nó chạy ha. Thì thì hôm qua là cái dòng trụ nó bắt đầu nó kéo À, bắt đầu nó kéo vào như em đã có nói là chúng ta cần phải tỉnh ta ở giai đoạn hiện tại bởi vì sao ở hiện tại thì đang có những cái lực kéo đến từ những cái mặt cổ phiếu chủ để mà các anh chị chúng ta uh, có cái tâm lý là chúng ta sợ bị bỏ lỡ cái cơ hội để chúng ta mà mất đi cái 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 điểm mua tốt của mặt cổ phiếu thì các anh chị chúng ta lại đu vào cái phiên tăng điểm ngày hôm qua thì hôm nay thì các chị chúng ta lại à cảm thấy là còn hôm nay giảm điểm ghê quá sợ quá đúng không ạ thì hôm nay giảm tới hơn 8 điểm mà nếu mà tính 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 từ cái điểm cao nhất là phải hơn 10 điểm rồi giảm hơn tới 10 điểm lần hơn rồi thì nếu mà để đánh giá ở à, thời điểm hiện tại thì thì cái sự vận động của VNX đang như thế nào hay là nó có sự mà tạo đỉnh ở quanh vùng 10665 1067 chưa ha thì theo em đánh giá thì ở giai đoạn này cái việc mà nó thay phi mà nó 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 cái dòng tiền nó thay phiên mà nó luân chuyển và nó kéo các mã cổ phiếu từng dòng khác nhau thì cũng đều là điều hết sức là bình thường thôi bởi vì cái dòng này bắt đầu cái giai đoạn này cái dòng tiền nó bắt đầu nó phân hóa nó 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 luân phiên nó kéo nhau và thậm chí là những cái mã cổ phiếu uh, Benny nó cũng đang có những cái dấu hiệu mà nó chạy thì nó cũng báo hiệu cho các anh chị chúng ta uh, biết rằng là là cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà nước rút và cái giai đoạn này là cái giai đoạn ở uh, cuối của con sóng rồi ha gần như là cuối của con sóng rồi thì uh, nếu mà để đánh giá và có thể so sánh lại với lại cái giai đoạn uh, trước đó của thị trường chúng ta à, ở quanh vùng này thì các anh chị thấy uh, khi mà những cái phiên mà nó giảm sâu với khối lượng cao thì phục hồi với lại cái khối lượng thấp này thì gần như là thị trường chúng ta đã bắt đầu đã tiến đến uh, quanh quanh cái vùng đỉnh đâu đây rồi ha? thì khả năng là nếu như mà theo em thì uh, khả năng là vẫn sẽ còn những cái nhịp chạy và phải có một cái nhịp chạy nào đó thực sự là cuốn các anh chị nhà đầu tư chúng ta vào một cái bẫy gọi là cái bẫy sợ bỏ lỡ đấy ha cái tâm lý mà sợ bỏ lỡ cái loại cổ phiếu ấy thì khả năng là trong những cái phiên tiếp theo ha hôm nay khối lượng đã gia tăng đột biến cao rồi này thì khả năng tiếp theo là nó sẽ phải có một cái phiên như là cái phiên ngày 8 tháng 6 này ha các anh chị thấy ha phiên 8 tháng 6 là một cái phiên bùng nổ tới uh, hơn 13 điểm này và tạ, tiếp tục tạo cái đà tăng trước đó ha, cái đà tăng trước đó đi lên. Sau khi mà những cái nhịp mà dũ bỏ này, giống như cái thời, thời điểm trước của chúng ta, như em đã có phân tích trong cái video tuần. Đó, liên tục là những cái phiên dũ bỏ trong 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 phiên này, dũ bỏ trong phiên và tiếp tục hồi phục tăng lên trở lại với khối lượng thấp ha. Càng ngày cái thanh khoản nó càng tăng lên và cái khối lượng, khối lượng hồi phục nó lại thấp uh, thấp cũng uh, tương tự như vậy. Thì uh, để em đánh giá là nó sẽ còn một cái nhịp nào đó. Phải, ít nhất phải là tầm 3 3 phiên hoặc là 2, 2 3 phiên nữa thì uh, như các anh chị thấy thì nếu mà tính theo cái mà giai đoạn vừa rồi mà là do cái giai đoạn uh, cái trend long của cái trên tăng giá của chúng ta đã tăng lên rất là mạnh rồi à, em đã như em đã có nói là từ 915 rồi đã có như tăng hơn 140 điểm như thế này thì cái cái nhà, nhà cái họ vẫn đang cầm cái vị thế gọi là cái vị thế mua vào rất là nhiều thì khả năng là nếu mà có cái sự biến động rất là mạnh sẽ khả năng là sẽ có sự biến động rất là mạnh đến từ cái phiên đáo hạn phái sinh thứ năm này à, các anh chị chúng ta có thể lưu ý ha ngày 17 tháng 12 này sẽ là cái phiên đáo hạn phái sinh thì nó sẽ khả năng là, là là, là sẽ có một cái biến động lớn đấy nha thì các anh chị chúng ta cũng hãy lưu ý điều này và em cũng đã liên tục em đã cảnh báo với các anh chị là chúng ta cần phải chốt lời các mã cổ phiếu trong danh mục nếu mà các anh chị chúng ta đã cảm thấy có lãi rồi hơn rồi thì nếu mà các anh chị chúng ta càng ngoan cố, càng chống lại thị trường mà chúng ta càng uh, kỳ vọng là thị trường nó sẽ còn lên cao 1 200 hay là 1 gì đó à, thì em không biết, đó, thì cái đó em không biết. Em chỉ đang cảm thấy là à ở vùng này là nó sẽ bắt đầu có sự rủi ro, à, sẽ có sự rủi ro ở vùng này rồi. Thì các anh chị chúng ta cũng nên chốt lời đi. À, rồi uh, thì. Uh, em sẽ chú ý một số cái mã cổ phiếu trong cái những cái phiên sắp tới đây như là để để, để em có thể là sẽ có những cái mã cổ phiếu nó sẽ đi ngược thị trường một chút xíu ha, thì em cũng sẽ để ý như là SHB ha các anh chị thấy SHB thì thật sự SHB là nếu mà các anh chị chúng ta không hiểu rõ cái cách đánh của 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 uh, lái của mã cổ phiếu này thì các anh chị hầu như là chúng ta sẽ rất là nản Ờ, khi mà cầm cái mã cổ phiếu SHB ở giai đoạn này đúng không ạ? Thì tuy nhiên là càng nản thì khi mà thị trường nó sẽ có một cái dấu hiệu mà nó <laughs> điều chỉnh hoặc nó đạp thì mã cổ phiếu này nó cũng sẽ có thể là có cái phiên nó gãy nền vũ ha, đánh sẽ là khá là giống cái 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 giai đoạn trước đó của nó ở vùng này ha. Sẽ có một cái phiên gãy nền vũ ở đây. Và sau đó là đi lên lại ha. Thì ở thời điểm hiện tại em cũng đánh giá như vậy. Thì khi mà các anh chị thấy là những cái phiên mà dòng tiền lớn vào này ha phiên ngày 1 tháng 12 và phiên ngày 8 tháng 12 là những cái phiên mà dòng tiền lớn vào thì các anh chị thấy là cái độ đu bám ở vùng này là rất là lớn ha cái độ đu bám ở vùng này rất là lớn thì khả năng là nó cũng sẽ có một cái nhịp màu đó nó nó, nó gãy nó gãy về nó test lại đâu đó vùng 16.5 để và cái khối lượng sẽ có một cái đội người ta sẽ sẽ, sẽ, sẽ gom lại ở cái vùng này thì các anh chị chúng ta cũng hãy lưu ý là chúng ta cũng không có dạy gì mà chúng ta bán nếu mà chúng ta đã lỡ mà chúng ta đã mua vào SHB rồi ha thì khả năng là cứ cứ cứ, cứ cầm đi ha chúng ta cứ cầm đi không có sao cả và em cũng đặc biệt chú ý SHB ở giai đoạn tiếp theo rồi hay như ACB này ACB hôm nay cũng uh, tiếp tục tích lũy ở phần phía trên cũng không có gãy cái vùng 28 như thế này ha đã liên tục test lại những cái vùng uh, quanh 28 ở đây thì em đánh giá là nếu mà nó giữ được nếu mà nó giữ được ở trên vùng 28 này thì đây cũng sẽ cái mã cổ phiếu mà em sẽ lưu ý trong cái nhịp tiếp theo của thị trường chúng ta trong giai đoạn sắp tới ha. Rồi, hôm nay BID, hôm nay BID thì có sự chứng lại này. Thì sau khi phiên buổi sáng nó tăng lên khá là đẹp quanh vùng 47 thì đã bị cái áp lực chốt lời ha, cái áp lực chốt lời. Thì tuy nhiên là em cũng đánh giá là khả năng là BID nó sẽ còn lên À, BD khả năng sẽ còn lên và em vẫn kỳ vọng là nó sẽ tiến ra được vùng 48, ừ, 48 đến vùng 49 đây. À, vẫn sẽ kỳ vọng được cái nhịp tới và cái nhịp tăng cuối cùng của thị trường. thì các mã cổ phiếu dòng ngân hàng này nó sẽ tăng một cái nhịp cuối và nó sẽ có một cái sự điều chỉnh mạnh cái giai đoạn phía sau. Ừ. Rồi uh, tiếp theo là CTG tới hôm nay cũng có cái lực đỡ cung khá là lớn này, lắp cái gáp này ha. Đấy đã tăng tăng gáp tăng tạo gáp lên như thế này và sau đó trong phiên ngày hôm nay đã tại đã lắp lại cái gáp 34.7. Ừ thì cũng đánh giá là cũng không có gì là quá xấu cả. À, chứ các anh chị chúng ta cũng không nên quá là lo lắng, còn cái việc mà anh chị chúng ta lo lắng thì đó là những cái anh chị mà chúng ta mua đuổi thôi ha. Những cái phiên mà các anh chị mua đuổi vào ngày hôm qua hay là phiên sáng hôm nay thì chúng ta mới thật sự lo lắng thôi còn nếu mà các anh chị chúng ta đã có mua trading ngắn hạn ở những cái vùng thấp quanh 34 thì chúng ta vẫn đang có lãi thì không có việc gì mà chúng ta phải bán ra ở thời điểm hiện tại cả ha thì cái vùng hỗ trợ của nó cũng đâu đó quanh vùng 33, 34 này ha rồi thì cũng tương tự như bid thì em cũng uh, xin uh, những cái uh, điểm target chốt lãi là ở quanh vùng 36 đến vùng mà uh, 38 đây 36, và 738 đây ha quanh vùng này quanh vùng đỉnh trước của nó đi ừ. rồi thì để bảo toàn cái thành quả của mình thôi hiện thực hóa cái 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 phần lợi nhuận của mình thôi. À. Rồi tiếp theo là liên việt bot banh. Thì à, như em có nói là liên việt bot banh thì à, đang có những cái sự vận động gọi là tích lũy cái nền. À, nó đang tạo một cái nền ở đây quanh từ vùng 11.5 cho tới vùng uh, 11.95 này à, vẫn chưa có dấu hiệu mà nó bất thoát. Thì à, em vẫn tiếp tục em cầm đối với em cầm mã cổ phiếu này bởi vì đang tạo cái nền rất là đẹp ở vùng này và cái khối lượng thật sự là nó đang có những cái vận động là nó tích lũy và nó giũ bỏ các anh chị nhà đầu tư đu bám thì chúng ta cũng phải cần phải kiên nhẫn với nó ở giai đoạn này ha cũng khá là giống như với giai đoạn này ừ. để cần có những cái phiên đi ngang này những cái phiên đi ngang và những cái phiên giũ bỏ ra thì nó mới còn lên được ừ. thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý liên banh ha rồi uh, STB, STB cũng khá là đẹp đấy. Phim này STB cũng khá là đẹp. Uh. STB phim buổi sáng thì nó lại giảm và sau đó phim buổi chiều thì nó lại kéo lên. Uh, phiên buổi chiều thì nó lại kéo lên uh, về lại uh, vùng giá tham chiếu. Hồi sáng là, là tạo cái gap down xuống test cái lượng uh, cung và cái lượng cầu vào ở vùng phía dưới và cái lực bán nó không thực sự là nhiều thì lại à, cuối phiên ATC nó kéo hơn cả triệu cổ này ha. Các anh chị thấy ha. ATC nó kéo hơn cả triệu cổ này ừ. thì khả năng là là những cái một hai phiên sắp tới là STB nó cũng sẽ vượt được cái vùng giá 16 này đấy ha khả năng nó sẽ vượt được cái vùng giá 16 này và sau đó sẽ tiến lên được đâu đó vùng 16.5 à. đâu đó vùng 16.5 thì các anh chị chúng ta cũng thể lưu ý chúng ta chốt lại STB rồi uh, Vietcombank Vietcombank coi như là gần như là trả lại gần như là trả lại phiên ngày hôm qua rồi Đấy thì vẫn có lực cái lực uh, cầu vào đỡ vùng quanh 96 ha. Vẫn có một cái lực cầu đỡ vào vùng quanh 96 thì đây là cũng là những cái áp lực chốt lại bình thường thôi. Ha. Bởi vì hôm qua nó đã tăng mạnh rất là mạnh. Kéo lên nhưng mà cái vôn của nó nó lại không có đạt thì nó lại mang cái tính chất gọi là dụ dụ cầu vào nhiều hơn ha. Thì nhưng mà cái kỳ chúng ta đu bám phiên ngày hôm qua thì các anh chị gần như là chúng ta đâu có lãi đâu, đúng không ạ? À? Đấy thì các anh chị chúng ta cũng lưu ý cái điều này. Ừ. Rồi còn hiện tại thì em vẫn đánh giá là sẽ còn một cái nhịp tăng cuối để mà các anh chị chúng ta chốt thôi. À, còn vẫn sẽ còn một cái nhịp tăng cuối để các anh chị nó chốt thì cũng kỳ vọng là trên vùng trăm đi, ha, trên vùng trăm, trăm lẻ tư, trăm lẻ hai, chăm tư, hai các anh chị ha. Rồi uh, Techcombank, nay Techcombank cũng thực sự là là khỏe. Ừ. Techcombank cũng thực sự là khỏe trong uh, dòng ngân hàng ở thời điểm hiện tại. Ừ, hôm nay thị trường cũng đỏ khá là mạnh thì em nó cũng chỉ giảm cái biên độ có 0.05 thôi Đấy, Thì khả năng là là, là những cái phiên tiếp theo Nếu mà nó ổn ấy Nếu mà thị trường chung ổn và tiếp tục tăng trở lại Thì khả năng là những cái target sắp tới của uh, Techcombank sẽ là vùng 27, vùng 28 ha các anh chị ha Chúng ta có thể canh chúng ta chốt quanh vùng này Và cái hỗ trợ gần nhất của Techcombank sẽ là vùng uh, 25 ừ. Rồi uh, tiếp theo <laughs> tiếp theo là Vivbank. Bank cũng bị bán ra khá là mạnh và cái giảm một cái biên độ cũng khá khá ha, 2% và gần như đã về lại cái vùng hỗ trợ quanh 27.5 cho tới vùng 28 rồi thì các anh chị chúng ta cũng không có nên bán ra làm gì cả. Đấy, thì uh, hiện tại thì các anh chị chúng ta cũng nên là là do là gặp cái vùng kháng cự đỉnh trước của nó rất là mạnh như thế này thì khả năng là nó sẽ test lại đâu đó vùng hỗ trợ và nếu như mà có cái sự và ủng hộ của thị trường chung thì nó sẽ khả năng nó sẽ vượt được cái vùng đỉnh 29 này để cho các anh chị chúng ta có thể chốt lại ha rồi uh, tiếp theo dòng dầu khí Hôm nay dòng dầu khí cũng giảm khá là mạnh như gas cũng giảm này gas cũng giảm tới giá 6 lần và gần như là, là, là không có gì mà phải quá lo lắng cả và nó đang test lại cái đường MA10 và cũng như là cái 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 thanh mà hồi phục của nó phiên ngày thứ sáu vừa rồi, à, cái phiên hồi phục thứ sáu vừa rồi đây, Thì khả năng vùng này nó sẽ đi ngang, khả năng vùng này nó sẽ đi ngang và nó sẽ cũng sẽ có cái nhịp tăng trở lại trong cả những cái phiên sắp tới, ha, à. à, hôm nay có à, thằng pet này thì cái khối lượng cầu vào mạnh này ha, các anh chị thấy ha, hôm nay khối lượng cầu vào pet cũng rất là mạnh, thì à, cũng kỳ vọng là nó sẽ tăng một cái nhịp này là gọi cái nhịp nước rút À, cũng có thể sẽ tăng một cái nhịp nước rút đây đánh giống khá giống rồi cái khúc này để đánh vũ về này ha đánh vũ về đây thì loại bỏ những cái nhà chị nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta đu bám vào và sau đó là nó đánh vượt được cái vùng đỉnh này vùng mà vượt đỉnh mà 16.3 thì khả năng là những cái target tiếp theo có thể sẽ đâu đó quanh vùng 18 đi ha à, em nghĩ là sẽ kỳ vọng những cái một hai phiên tiếp theo sẽ là vùng 18 uhm. Rồi, uh, bao bao hôm nay cũng có điều chỉnh giảm và lấp lại cái gap. Ừ. Hôm nay bao cũng có điều chỉnh giảm và lấp lại cái gap như thế này thì em đánh giá là hoàn toàn là 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 là, là hết sức là bình thường thôi, cũng không có gì là quá xấu cả. Ừ. Và các anh chị chúng ta cũng hơi kỳ vọng là bao, em nghĩ là bao sẽ có giá 12 cho tới 12.5 trong uh, uh, ít nhất là một hạ hai đến ba phiên tới, ha hai ba phiên tới là sẽ có giá uh, giá 12 cho tới 12.5 cho các anh chị ừ. thì nếu mà các anh chị chúng ta có uh, mua bao ở cái vùng quanh 11 chấm 2 cho tới vùng 1.5 thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp tục nắm giữ thôi hmm. rồi uh, tiếp theo là 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 PVD PVD thì như em có nói thì các anh chị chúng ta cũng nên canh chúng ta chốt lãi dần đi là được rồi hmm cũng nên canh chốt lại dần, Huy quanh ở vùng 14 cho tới vùng 14.5 này. Thì những cái phiên sắp tới ở đây nếu mà nó có tăng lên thì các chị chúng ta cũng nên canh chúng ta chốt lại đi ha. Rồi, ờ uh, BVS cũng tương tự như vậy. Ha. quanh vùng 16, 16.5 thì các anh chị cũng nên cũng nên chốt lại nếu mà nó có tăng trở lại đây. Thì hôm nay cũng có một cái uh, lực cầu vào đỡ này. Và cái vùng nền của nó quanh uh, vùng uh, 15 cho tới vùng 15.5 thế này. Cái vùng nền này khá là chắc ha các anh chị ha. Cái vùng nền này khá là chắc này thì các anh chị chúng ta cũng có thể uh, không có việc gì phải quá lo lắng cả. Hmm. Rồi, uh, tiếp đến đến với lại dòng Vin. Hôm nay VinHome bị bán ra cũng khá là mạnh. Hôm nay VinHome có bị bán ra khá là mạnh ha. Gần như là, là là tới 4 triệu cổ phiếu này cũng bán khá là mạnh đấy. Kéo lên này ha, kéo ảo dụ cầu vào và sau đó bị bán ra rất là mạnh bởi vì đây như em nói là cái vùng kháng cự quanh 88 đến vùng 89 rất là mạnh ha. 188 và 189 này rất là mạnh và cần phải có những cái nhịp mà nó 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 nó, nó, test lại, nó retest lại cái cạnh trên của cái hộp này. đâu đó, đó vùng trên 85.5 nếu mà giữ trên được 85.5 thì khá, là ổn ha. Khá khá là ổn đấy. Khi chúng ta cũng không có việc gì mà quá lo lắng cả. Ừ. Rồi, tiếp theo là VIX Hôm qua VIX cũng tăng lên khá là đẹp và hôm nay gần như là trả lại gần hết rồi này ha các anh chị và cái khối lượng bán ra cũng cực kỳ là nhiều. À, Hôm qua cũng tăng cả triệu cổ phiếu mà hôm nay giảm tới cũng cả triệu cổ phiếu như thế này, hơn cả triệu cổ phiếu như thế này. Thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý là mà chúng ta đã lỡ mà đu vào những cái phiên mà sáng nay và và, và cuối phiên ATC ngày hôm qua thì em đánh giá là cũng không có gì là, là 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 xấu cả đâu. Ha, thì sẽ còn khả năng một cái nhịp nào đó nó tăng lên để cho các anh chị chúng ta có thể thoát bớt hàng ra thì cũng kỳ vọng là nếu mà nó thị trường chúng ta ổn và những cái phiên sắp tới thì sẽ có cái giá 112 đến vùng 115 để các anh chị chúng ta có thể chốt đấy. Ừ. Khả năng là em nghĩ là thị trường vẫn sẽ còn một cái nhịp kéo và Vin và dòng uh, Vinhome hay là Vic này sẽ còn một cái nhịp kéo lên nữa đấy ha. Rồi, uh, hôm nay VRE cũng tiếp tục tăng lên và nhưng mà nó tạo một cái gap, uh, phiên sáng nó lại tạo cái gap uh, 30.2 thì đây mà khi mà những cái phiên mà nó tăng tạo gấp là lần thứ nhất đây và lần thứ hai đây thì khả năng là những cái nhịp chốt lời khi mà nó tăng lên tiếp theo vào phiên buổi sáng là là, là là, là là rất là dễ xảy ra này và cái khối lượng hôm nay bị bán ra cũng khá là mạnh tới gần 14 triệu cổ phiếu ha à, cũng có tăng lên hôm nay tây cũng tiếp tục bán hôm nay tây cũng tiếp tục bán này các anh chị thấy tây ngày nào cũng bán cái hôm bữa thì là 5 triệu cổ hôm qua chứ hôm qua là 5 triệu cổ và hôm nay thì là 6 triệu cổ như thế này Thực sự nước ngoài cầm quá nhiều PRE luôn à, Họ cũng chắc họ cũng kẹp dữ lắm <laughs> Nên họ cũng chốt lời ở vùng này Đó Rồi uh, thì hiện tại thì nếu mà em đánh giá thì khả năng là Những cái target của em vẫn view là sẽ là vùng 31 đến vùng 32 Thì các anh chị chúng ta có hàng chúng ta nắm giữ ở đây Và chúng ta chốt lại quanh vùng 31, 32 ha Đấy Thì các anh chị chúng ta cũng thể lưu ý ở cái vùng này Rồi hôm nay có uh, hôm nay dòng uh, chứng khoán cũng nghỉ ngơ này riêng là có SSI và VND vẫn thì vẫn còn tiếp tục tăng do về D là có cái thông tin là là là, là, là nó có thông tin hơn 100.000 cán mốc 100.000 nhà đầu tư giao dịch trong năm gì đó hả à, 100.000 Đấy, thì đó là những cái thông tin mà hỗ trợ cho VND tiếp tục tăng điểm ngày hôm nay còn lại các mà cổ phiếu trong dòng à, chứng khoán cũng bị áp lực chốt lời rất là mạnh. Ừ. SSI hôm nay cũng tăng nhưng mà cũng thấy cái áp lực chốt lời này ha các anh chị thấy ha. SHS thì cũng vậy, SHS cũng tiếp tục tăng lên và sau đó bị bán về lại mức giá tham chiếu. Ừ. Rồi còn VCI, VCI hôm nay cũng uh, bị bán ra này. Nay VCI cũng tăng lên nhẹ vùng chạm vùng 46 và sau đó bị bán trở lại. Ừ thì uh, em đánh giá là quanh vùng uh, em nghĩ là vùng 46, vùng 48 Thì là cũng là một cái mức giá hợp lý để các anh chị chúng ta chốt lời VCI ha nếu mà nó có tăng những cái nhịp tiếp theo thì hiện tại là cái dòng chứng khoán hôm qua nó đã tăng lên rất là mạnh rồi dòng chứng khoán này các bạn cổ phiếu mà hôm qua tăng mạnh thì hôm nay sẽ nhường chỗ lại cho những cái bạn cổ phiếu mà trước đó nó chưa có tăng hay như uh, ví dụ như là uh, khu công nghiệp hay nổ này ha bất động sản công nghiệp hôm nay nổ này uh, như SSC, hay uh, SSC hôm nay tăng gần như là chạm ở bức chân ha. cái khối lượng cầu vào cũng rất là lớn SL cũng vậy này ha SL cũng vậy ừ. thì gần như là các mã cổ phiếu mà đoạn trước đó nó chưa tăng này ha các anh chị thấy cái đoạn trước đó nó chưa tăng thì bây giờ nó lại tăng ở cái dòng tiền nó đang có cái sự luân phiên nó chuyển dịch từ các dòng này sang dòng khác ừ. hôm nay mít cáp tăng lên rất là nhiều ừ. thủy sản hôm nay cũng tăng này ừ. ha các anh chị thấy ha thủy sản hôm nay cũng tăng vĩnh hoàng hay gì cũng tăng anh cũng đã gặp áp lực chốt lời rất là lớn này đạp lên tới được 47.3 47.4 mà bị đạp về hẳn một giá như thế này đó thì các anh chị thấy là cái mức độ mà nhiều rất là nhiều các anh chị nhà tôi nhỏ lẻ chúng ta chốt lời và cái hiệu ứng mà 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 bán ra cũng rất là mạnh ha à. thì em cũng kỳ vọng là vĩnh hoàng nó vẫn sẽ lên được 48 đấy khả ừ. năng vĩnh hoàng nó vẫn sẽ lên được 48 ừ. cũng không có gì là là, là, là quá xấu đối với vĩnh hoàng cả bởi vì cái khối lượng nay cầu vào vẫn rất là tốt này ha à có lượng cầu vào này rất là tốt ha các anh chị ha rồi thì các anh chị chúng ta cũng có thể tiếp tục chúng ta nắm giữ vĩnh hoàng và em vẫn kỳ vọng target sẽ là vùng 48 chứ không phải là vùng uh, hiện tại này nữa ha 46 này chúng ta không có nên chốt làm gì cả ha, 48 quanh 48 thì chúng ta chốt Rồi uh, hôm nay có nông nghiệp, Đấy, hôm nay nông nghiệp cũng tăng bởi vì cái những cái thông tin là sản lượng uh, xuất khẩu cuối năm tăng này và giá gạo cũng tăng mạnh trong cái trong cái uh, những cái quê quý cuối năm cái quý cuối năm này, Đó, hôm nay ta này ha, các anh chị thấy ha, ta đánh cũng rất là, là 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 dễ mất kiên nhẫn, mà hôm nay cái dòng tiền vào đánh ta cũng rất là mạnh ha, dòng tiền vào đánh uh, TR hôm nay cũng rất là mạnh, và em cũng kỳ vọng nó sẽ về lại cái vùng đỉnh trước của nó quanh vùng 23, đấy khả năng nó sẽ về lại vùng 23 này. Ừ nay lọc trời cũng tăng và cái khối lượng cầu vào cũng rất là tốt như thế này ha đã vượt được cái vùng đỉnh của nó khi mà đánh hai cái đỉnh đây ha ba cái đỉnh luôn thì khả năng là nó sẽ vượt được cái vùng này và nó sẽ còn tiến lên khả năng là nó sẽ còn tiến lên ha các anh chị thấy ha và cũng kỳ vọng đâu đó sẽ là target vùng 27 này quanh vùng 27 này sẽ ừ. là vùng 27 này thì các anh chị chúng ta cũng phải lưu ý chúng ta chốt lại ở quanh vùng 27 đây ha nếu mà chúng ta có hang hôm nay hag cũng tăng đẹp đấy à, cái khối lượng cầu vào hôm nay của hag cũng tăng đẹp và cái khối lượng mà chốt ra cũng cũng thật sự cũng rất là nhiều à, khối lượng của anh nào cũng rất là nhiều thì đoạn này thì là cái dòng uh, benny nó chạy cũng khá là mạnh đấy bởi vì sao bởi vì cái đoạn trước uh, họ nhà tập lập họ đã lãi rất là nhiều họ đã lãi rất là nhiều rồi thì bây giờ họ uh, bỏ ra một số tiền từ cái việc tiền lãi của họ họ đánh hag đó À, hay là họ đánh những cái mã cổ phiếu dòng Benny thì dường như là nếu mà bỏ cả 500 triệu đến tỷ đi thì họ có thể nếu mà mất thì mất cũng chỉ mất khoảng tầm 50 đến trăm nhưng mà có thể ăn thì ăn lại được tới 200 300 ha à. khi mà nó chạy thì nó lại chạy nhanh hơn và chạy mạnh hơn các mã cổ phiếu vốn hóa lớn là vậy đó bởi vì cái 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 những cái tín hiệu là là là, là cuối con sông đó chỉ là những cái mã cổ phiếu penny nó chạy đấy ha à. Rồi uh, à quên nói viên 30 viên 30 có CTD hôm nay cũng tăng đẹp này CTD thì sau khi mà ba uh, cái phiên mà tăng tăng lên thì nó đang uh, tích lũy lại ở quanh vùng 769 chấm bảy à, 70 cho tới vùng uh, 72 thì hôm nay cũng tăng lên khá là đẹp mặc dù cái thị trường chung hôm nay chúng ta giảm ha thì khả năng là những cái phiên sắp tới đây nó sẽ về lại được cái vùng nền nền mà nó rơi rất là sâu vùng 73 như thế này thì các anh chị chúng ta cũng hãy lưu ý ở quanh vùng này sẽ có sự rung lắc nhất định ha à, vùng 73 quanh 73 rồi uh, tiếp theo này FPT hôm nay FPT thì lại giảm và cái khối lượng bán ra cũng cũng khá là lớn đấy à, khối lượng bán ra cũng khá là lớn thì uh, các anh chị chúng ta nếu mà chúng ta đã xác định đầu tư dài hạn chung mà dài hạn FPT rồi thì các anh chị chúng ta cũng uh, tiếp tục nắm giữ thôi còn mặc kệ cả cái diễn biến ngắn hạn nó diễn ra như thế nào ha à, rồi uh, tiếp theo MDR, NMR cũng giảm nhẹ và cái khối lượng bán ra cũng cũng khá là nhiều đây ha các anh chị thấy ha, hôm nay khối lượng bán ra cũng khá là nhiều hơn tới gần một triệu rưỡi cổ phiếu như thế này. để đánh giá là gì, cái vùng nền 113 cho tới vùng 115 của MDR nó rất là vững rồi ha, hầu như là 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 là, là sẽ khó lòng mà mà, mà mà nó bị gãy vùng này và thậm chí là những cái vùng nền phía dưới này nó cũng 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 có sự, uh, cũng có hỗ trợ rất là lớn này đây à, cái vùng nền quanh 110 tới 112.5 cũng rất là lớn thì các anh chị chúng ta cũng không có gì mà phải lo lắng quá nếu mà các anh chị chúng ta lỡ có mua ở vùng này à, thì hầu như là các anh chị chúng ta mua ở vùng này chúng ta đều có lãi rồi đúng không trừ phiên mà đu ở đây thôi trừ cái phiên mà đu ở 117 thôi ha rồi thì nếu mà có hàng thì các anh chị chúng ta cũng hãy nắm giữ lô g thì khả năng là nó sẽ còn chạy một cái nhịp nào đó lên vùng 118 và 120 mươi hmm. cũng kỳ vọng là như vậy Rồi ờ, hôm nay PNG hôm nay PNG cũng tăng lên phiên buổi sáng cũng khá là đẹp lên được tầm 79 này và sau đó bị chốt ra bị bán ra cũng khá là nhiều và tuy nhiên là em đánh giá là còn có cái lực cầu vào đỡ ở dưới vùng 76 như thế này thì nó sẽ không có cho rơi là các anh chị có thể thấy là vùng này nó sẽ đang giữ giá ha vẫn, nó vẫn đang giữ giá bng và nó sẽ không có cho rơi ở vùng này thì các anh chị chúng ta có hàng cũng không có cần quá lo lắng đâu ha rồi uh, tiếp theo là đâu nhỉ à, hôm nay vinamilk bị nước ngoài tán quá mạnh đi giảm tới hơn hai giá như thế này đây các anh chị thấy ha tán tới hơn 2 triệu cổ 2 triệu hai trăm năm chín nghìn ấy và cái hình như là là đâu đó là đâu đem xem đây ha nước ngoài bán tới 218 tỷ uh, Vinamilk Thật sự là là rất là kinh khủng đối với lại uh, Vinamilk thì nếu mà, mà các anh chị chúng ta lỡ có mua ở vùng trên này thì các anh chị chúng ta cũng không có cần phải quá lo lắng bởi vì bởi vì uh, nếu mà khả năng là sẽ có sự hồi phục trở lại thôi uh khả năng sẽ có sự hồi phục trở lại và nó sẽ đang nó đang test lại cái cái cây nến mà tăng giá của nó và cái cây nến cầu vào đi ha các anh chị thấy ha cái nến cầu vào ngày 10 tháng 12 này. À, nếu mà nó gãy cái cây nến này thì các anh chị chúng ta cũng không có gì lo lắng bởi vì cái vùng nền 109 cái vùng nền 109 ở cái đoạn này rất là vững ha không không có gì là 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 là, là là quá xấu đâu thì các anh chị chúng ta cũng có thể yên tâm chúng ta nắm giữ và nếu mà các anh chị chúng ta lỡ mà đua ở trên đây thì có thể sẽ phải trung bình lại giá vốn khi mà nếu mà nó có về vùng này chứ cũng không có nên bán ra nữa nhé. Rồi uh, thì chắc cũng uh, kết thúc cái buổi video ngày hôm nay bằng việc là sẽ nhận định nhờ và nhận xét lại những cái diễn biến cho các anh chị chúng ta những cái phiên sắp tới những cái chiến lược của chúng ta. Và trong những phiên sắp tới vẫn chủ động là các anh chị chúng ta nên chốt lại các mã cổ phiếu các anh chị chúng ta đang nắm à, và cũng không có quá là nhiều cái 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 điểm mua mới nó an toàn nữa ở thời điểm hiện tại thì các anh chị chúng ta cũng có thể lưu ý à, như em đã có nói là nếu mà có những cái phi mà nó tiếp tục mà nó bùng nổ với cái cái cái, 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 cái uh, kéo điểm với cái uh, thanh khoản mà nó tiếp tục gia tăng như vậy hay là ngày mai đó em nghĩ là ngày mai sẽ có một cái sự hồi phục nhẹ trở lại và cái uh, thanh khoản nó sẽ lại thấp ha, khả năng nó sẽ vẫn sẽ có nhúng đâu đó vùng 1050 để nó test lại và sau đó sẽ có một cái sự rút chân đi lên, à, vẫn có sẽ xanh điểm nhẹ và nó sẽ um, đóng cửa là nếu mà ngày mai có thể sẽ đóng cửa quanh vùng 1060 đấy, à, khả năng sẽ là vùng 1060 thì các anh chị chúng ta phải lưu ý là giảm thì ở đoạn này thì nếu mà em à, em thì em, em sẽ không bán mà chỉ đợi những cái phiên sau đó những phiên sắp tới đây nó tăng thì em sẽ mới bán ha vì em tin là sẽ còn một số một cái số cái nhịp tăng nhẹ nữa lên được vùng 1075 cho tới vùng 1080 thì sau đó mới tạo cái đỉnh thị trường của chúng ta thì các anh chị chúng ta cũng có thể là lưu ý và em cũng sẽ luôn cập nhật à, em sẽ luôn cập nhật trong cái uh, room, uh, room uh, cộng đồng ở đây cũng như là các uh, cái cái room uh, đặc biệt là room không chat đây của em ha là khách hàng thì các anh chị chúng ta nếu mà muốn đồng hành cùng với em hay là nhận được cái những cái lời cảnh báo thì các anh chị chúng ta cũng có thể là liên hệ với em qua số điện thoại ở đây em có để cái dòng tiêu đề nó chạy dòng tít ở đây ha đó thì, thì các anh chị chúng ta cũng có thể là muốn đồng hành với em thì liên hệ với em nhé rồi và xin kết thúc cái video ngày hôm nay thì uh, uh, các anh chị chúng ta có thắc mắc về cái mạng cổ phiếu nào hoặc là uh, đang nắm giữ mà cổ phiếu nào mà vẫn đang có cái tâm lý là sợ là sẽ bị điều chỉnh mạnh trong cái thời gian sắp tới thì có thể để lại phần uh, dưới mô tả giúp em ha. Và đừng quên là hãy nhớ like video này và uh, nhấn nút đăng ký kênh cho em nhé. Em cảm ơn rất là nhiều. Vâng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video tiếp theo.